Mời con lên đây. Dạ, con chào cha, con chào ông bà. Con là Maria Dương Thị Thơm, con ở ngoài Hà Nam, xưa giáo phận Hà Nội. Con được ơn Chúa chữa lành ạ. Con thì con được nhiều ơn Chúa ban lắm, nhưng mà con chỉ thôi thì con nói một ơn gần đây là con bị hen suyễn, mà con bị từ bé. Thế mà lớn lên thì con vẫn bị, đêm đến là con không thở được, nó cứ nghẹn vào cổ con không thở được. Thế là đến khi mà con nghe thấy đài của Cha Long thì con nghe thì con thấy người ta được nhiều ơn quá, thì con cũng xin, con đảm lệnh Chúa, xin Chúa cất bệnh tật cho con. Thì con cái đêm hôm đấy thì con đến giờ con bị hen, thì mọi khi là tối đến là con uống thuốc. Còn nếu mà con không uống được thuốc con quên thì con lại xịt vào họng để cho nó dễ thở. Thế thì cái hôm đấy con quên thì con bị đến lúc cơn hen lên thì con lại dậy để con lấy thuốc, thì con không dậy được, vì cái lúc đấy con đang mơ là con đang nghe 500 bài giảng của Cha Long. Thế là con dần dần cứ quen được cái cơn đấy mà con vẫn không dậy được, mà con tự nhiên con lại thở được dễ dàng hơn. Thế xong là đến lúc con tỉnh táo dậy thì con bảo là đúng là con được ơn Chúa rồi. Thế từ đấy là con cứ cầu xin Chúa là cấp cho con, thì đúng là đến dần dần là con khỏi hẳn. Vậy cha, con khỏi được 6 tháng nay mà con không cần phải thuốc, và mọi khi thì lúc nào trong nhà con cũng phải sẵn thuốc ở đấy, chứ không bao giờ con quên được. Con bị như vậy là bao nhiêu năm? Dạ con bị từ bé. Dạ con năm nay con 41 tuổi ạ. Ôi, tôi còn nhìn được 40 tuổi nó bị hèn xuyên, 41 tuổi nó mới được. Mà con rút tuổi không? Dạ. Con rút tuổi không? Dạ không ạ, con đúng tuổi ạ. Rồi sao con biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay con đến đây để tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban ơn cho con? Lạy cha, con chỉ có nghĩ là trước đây Chúa Giêsu xuống trần làm người, thì lần này Chúa xuống nơi giáo điểm tin mừng thì con đến để tạ ơn Chúa. Ngày xưa Chúa giáng trần ở hang Bethlehem, bây giờ Chúa xuống trần ở giáo điểm tin mừng. Con đến đây con tạ ơn Chúa. Mà hen suyễn là bệnh nó như thế nào? Có phải là người bệnh mà hít vào được mà không thở ra được đúng không? Dạ vâng ạ, hít vào thì được ít mà thở ra thì nó nhiều, nó cứ nghẹn vào cổ nó không thở ra được ạ. Cái bệnh hen suyễn là bệnh chỉ có hít vào mà không thở ra được. Bây giờ có rất nhiều người bị bệnh hen suyễn, tức là tiền cho vào được mà không lấy ra được. Đúng không? Đúng không? Khấn hứa Chúa ban cho con nhà cao cửa rộng rồi tiền tài đầy đủ hết, nhưng mà làm bác ái là xin cha con đang bị hen suyễn, con lấy vào được mà con không bỏ ra được, đúng không? Là hen suyễn kinh niên. Những người bị bệnh hen suyễn kinh niên là chỉ tiền vào mà không ra được. Rồi còn phải đặt chúc Tết, chúc là tiền vào như nước gì, tiền vào như nước gì đó, nước sông Đà, mà tiền ra thì như là cà phê nhỏ giọt. Chúa ơi, lòng dạ con người như thế thì nó vẫn là có mắt mà vẫn như là có tiền mà không biết cho người khác, chia sẻ cho người khác, có tiền cũng như là tiền mà mù, tiền cũng như không, tiền mà mù. Đây, cho tặng cho con cuốn tập sàn liều mẹ đi với Chúa nha, với chủ đề đến vì yêu. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi mời anh lên đây. Rồi mời anh lên đây.